Cho đến thời điểm này, hầu hết các điểm bỏ phiếu tại Hà Nội đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử của cử tri thủ đô. Từng điểm bỏ phiếu cũng đã chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp. Các điểm bầu cử đã bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng chống dịch cho cử tri đến bầu cử, nhất là yêu cầu khử trùng, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ghi nhận của các phóng viên VTC tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong chiều nay. Thưa quý vị, ngay sau lưng tôi lúc này là điểm bỏ phiếu số 2, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điểm bỏ phiếu này nằm trong khuôn viên của trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Như quý vị đã thấy, không gian rộng rãi, thoáng mát, rất thích hợp để người dân vừa giãn cách xã hội, vừa đi bỏ phiếu vào sáng mai. Trước khi vào bỏ phiếu, người dân sẽ được đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế. Nếu cử tri có biểu hiện ho sốt sẽ được chuyển ngay sang một khu cách ly riêng. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch phân các cái khu chung cư, các khu dân cư là theo giờ. Cụ thể là các cái khoảng từ 6 giờ đến 7, 6 rưỡi đến 7 rưỡi là ở khu nào, các cái khu tiếp theo để làm sao mà cái không tập trung một lúc các cái cử tri đến tập trung đông ở đây. Cái thứ hai, chúng tôi phân bổ các lực lượng công tác là hướng dẫn nhân dân giãn cách xã hội cho nó giãn cách cái cự ly cho nó đảm bảo an toàn. Cũng rất may mắn là tại điểm bầu cử này thì cái khuôn viên của cái trường học nó rất là rộng. Cho nên là các bác mà cây xanh rất là tốt, cho nên các bác có thể là trong lúc chờ đợi cũng có thể là thăm thú vãn cảnh đây, rồi là chờ đợi. Cho nên là công tác an toàn tôi nghĩ rằng tại điểm này là tương đối tốt và an toàn. Phường Vĩnh Tuy cũng là địa bàn rất đông dân cư khi tập trung nhiều khu chung cư cao tầng, khu đô thị lớn. Ngày mai dự kiến sẽ có gần khoảng 3.000 cử tri sẽ đến đây để bỏ phiếu. Bên cạnh việc vận động người dân đến đúng thời gian bầu cử đã được thông báo trước đó, những người cách ly cũng sẽ được thực hiện quyền công dân của mình bằng phương pháp an toàn nhất. Đây, khu vực Lạc Trung này hiện nay có 5 đối tượng phải cách ly. Mặc dù người ta cách ly đến ngày 17-18 rồi, còn 3-4 ngày nữa, tuy nhiên là chúng tôi cũng vận động bà con là chấp hành cái cách ly cho nó tốt ở nhà. Về phía khu tổ chức thì chúng tôi đã có những hòm phiếu di động. Và cái hòm phiếu di động này khi mang đi là có một thành viên trong tổ bầu cử và một cán bộ chiến sĩ công an hoặc quân đội đi cùng đến tận nhà dân để mà đảm bảo cái quyền lợi bầu cử cho nhân dân. Đồng thời là thực hiện cái công tác cách ly, tức là mặc bảo hộ của y tế, khử khuẩn, rồi là hướng dẫn y tế để mà công tác bầu cử được an toàn. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên tôi tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chuyên nghiệp cũng như là chu đáo như thế này của ban tổ chức, cử tri thủ đô hoàn toàn có quyền yên tâm để đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáng mai.